Những người ủng hộ Julian Assange ăn mừng bên ngoài một tòa án ở London sau khi thẩm phán tuyên bố Julian Assange không thể bị dẫn độ sang Mỹ. Chiến thắng ngày hôm nay là bước đi đầu tiên tới công lý trong vụ việc này. Thẩm phán người Anh kết luận ông Assange có thể được xét xử công bằng tại tòa án liên bang ở thành phố Alexandria, bang Virginia, Hoa Kỳ, và ông ấy phải ra hầu tòa. Tuy nhiên, bà cho rằng ông Assange đang mắc chứng trầm cảm nặng và các điều kiện giam cầm mà phần lớn là biệt giam, có nghĩa là hệ thống nhà tù Mỹ khó có thể ngăn ông này tự sát. Đây là một chiến thắng quan trọng và phán quyết này rất đáng để ăn mừng. Nhưng đừng quên rằng, nữ thẩm phán này cũng tìm ra một số vấn đề rất đáng quan tâm về khía cạnh tự do ngôn luận trong vụ án này. Các luật sư của ông Assange cho rằng các cáo buộc đối với thân chủ của họ mang động cơ chính trị và rằng việc dẫn độ có thể gây tổn hại tới nền báo chí, một luận điểm mà phía Hoa Kỳ bác bỏ. Những nhà vận động cho tự do báo chí đã hoan nghênh phán quyết này. Trong năm 2010 và 2011, Assange giám sát việc WikiLeaks đăng tải hàng chục ngàn công điện ngoại giao cũng như những báo cáo quân sự có liên quan đến các cuộc chiến tại Iraq và Afghanistan. Assange nói những thông tin rò rỉ này vạch trần những vi phạm của quân đội Mỹ, bao gồm một đoạn video có vẻ như ghi lại hình ảnh giết chóc thường dân Iraq. Hoa Kỳ cáo buộc Assange lấy cắp thông tin mật, gây hại cho nền quốc gia, tiết lộ danh tính những người chỉ điệp viên của Mỹ, gây nguy hiểm cho tính mạng của những người này. Vị thẩm phán người Anh đã tuyên rằng những lo ngại về sự an toàn của Assange được đặt cao hơn những cáo buộc từ phía Mỹ. Đây là lần thứ ba điều này xảy ra khi mà Mỹ cố gắng dẫn độ nghi phạm từ Anh, và có những trường hợp liên quan tới những bị can khủng bố cũng được đấu tranh quyết liệt. Hoa Kỳ đã kháng cáo và có khả năng Assange sẽ bị xét xử tại Anh. Tôi không loại trừ khả năng Hoa Kỳ và Anh hợp tác để làm điều gì đó tương tự như vậy, bởi đây là cách họ xử lý những vụ liên quan tới an ninh quốc gia. Những cáo buộc của phía Mỹ cho rằng Assange đã tiết lộ danh tính những điểm chỉ viên của liên minh, không chỉ riêng của Mỹ, và điều này có thể hiểu là bao gồm cả những điểm chỉ viên của Anh. Năm 2012, Assange xin tị nạn tại Đại sứ quán Ecuador tại London sau khi bị cáo buộc hiếp dâm tại Thụy Điển. Vụ án này sau đó đã bị hủy. Ông sống ở đó suốt 7 năm cho tới khi Ecuador cho phép cảnh sát Anh bắt giữ ông hồi tháng 4 năm 2019. Ông sau đó bị giam trong 50 tuần vì vi phạm quy định tại ngoại hầu trà. Hiện tại Assange đã quay trở lại một nhà tù tại London. Tòa án Anh ngày 6 tháng 1 đã bác đơn xin bảo lãnh tại ngoại của ông.